you know you pop into my head right now. What you know I felt you doing that a lot. I wish that you pick up on your phone, I call. I hope that you're good no matter where you are. Hello, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của mình. Như anh em đã biết thì mod hay còn gọi là bút quay là một vật không thể thiếu nếu anh em là muốn đi sâu vào bộ môn pen spinning này. Một cái bút quay sẽ có độ dài và độ nặng rất hợp lý để giúp anh em thực hiện các combo một cách mượt mà hơn, hay thực hiện các trick khó mà một cây bút thông thường không thể thực hiện được. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em cây này, cây Finger Dan. Hôm trước đi học live cây bút, mình có được anh em bảo là ở Fahasa có bán bút quay, thì mình có đến Fahasa Thi Sơn tìm thì thấy cây này. Cây này được Trung Quốc sản xuất và bày bán ở khá nhiều các hiệu sách lớn ở Việt Nam. Quay thử cái thân mà đã thấy khá phê rồi anh em ạ. Rồi mình đã bóc tem em nó cho anh em chiêu ngưỡng, thì anh em thấy trên thân có dòng chữ Finger Dan cũng có logo khá đẹp mắt. Cảm nhận đầu tiên khi mình sờ cái thân này là khá trơn và to. Độ nặng thì theo thông số nhà sản xuất là 22,2 gram, tương đối là nặng. Cái grip này mình cạy ra nhưng mà không tháo được. Chắc là sản xuất đại trà nên họ dùng máy nướng lắp chứ không dùng tay để gắn vào. Cái đầu tip này thì bằng sắt, chắc là quyết định độ nặng của cái bút này, không biết là tip gì. Thì sơ thử thì tương đối nặng, chắc là quay phê đấy. Về độ dài thì thông số nhà sản xuất ghi là 23cm, dài hơn cây Minowa Kitty của mình. Đây đo một găng tay hơn, chắc đúng 23cm thật. Mình thử tháo hai cáp và hai đầu bút ra nhưng mà thấy khá là khó. Anh em nào từng tháo rồi thì có thể comment review bên dưới để mình tháo, sợ nó hỏng. Mình thấy độ cân bằng của cái bút này khá ổn vì đây là thuộc dòng double cap mod nên hai bên sẽ giống nhau và có độ nặng sẽ tương đương với nhau. Nào cùng quay thử cây này để xem như nào. Wow, quay khá mượt và phê nhưng mà độ nặng thì hình như hơi nặng. Thân hơi to so với cái thân mình thường quay nên có cảm giác là hơi bị vượt khỏi tay ấy. Điểm cộng đầu tiên đối với cây này đó là cái vùng spin của nó rộng. Như cây Minowa Kitty của mình, vùng spin nó rất bé, khoảng tầm 10cm. Nhưng mà cây này thì họ làm vùng spin nó rất rộng, có thể chiếm đến 80% của cây mod luôn đó. Giống như cái cây Minowa PG của mình như này, vùng spin nó rất rộng, thích hợp cho anh em thực hiện các cái trick power trick. Tiếp theo điểm cộng thứ hai đó là cái grip này nó phủ được cái tip, cộng với việc cái tip nó không phải là tip nhọn như cái tip Dr. KT của mình đó, tip nó lại là tip tròn. Thế nên là khi mà cái bút này rơi nó sẽ khó có thể bị mòn, cộng với việc đâm vào tay nó sẽ không bị đau trong trường hợp các bạn vô tình quay. Khá to, nếu anh em là quay quen những cái dòng bút thân FPT thì khi chuyển sang cái bút này sẽ thấy quay khá đầm tay. Cộng với lý do nữa đó là độ nặng của cây bút này được trải đều toàn thân mod chứ không hẳn là ở hai đầu bút nên sẽ có cảm giác lạ hơn đối với cái dòng mod double cap khác. Video vừa rồi mình đã review cho anh em cây Finger Dan này, thì anh em có thể ra các hiệu sách lớn để tìm và hỏi họ xem đã nhập cây bút này về chưa. Mình thấy họ bày bán khá nhiều ở các hiệu sách lớn như Fahasa, thì anh em thấy hay thì like, share và subscribe ủng hộ mình. Cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại video tiếp theo.